Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc. Vào tháng 9, niên Phổ Thông thứ nhất, tức năm 520 sau Công Nguyên, thời Lương Võ Đế, Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đáp thuyền sang Trung Quốc. Thuyền cập bến ở Quảng Châu, Ngài lên bờ tới Kim Lăng, tức Nam Kinh, cùng vua Lương Võ Đế đàm luận. Bởi vì không hợp khế cơ, nên Ngài rời Kim Lăng, đi lên phía Bắc về hướng Lạc Dương. Khi Ngài đi qua chỗ Pháp Sư Thần Quang giảng kinh, thì Thượng Đường mới ghé vào nghe. Khi Ngài phát hiện Pháp Sư Thần Quang có biện tài vô ngại, đến nỗi trời mưa hoa xuống, đất trồi bồng sen lên, thì Ngài biết Thần Quang là bậc Pháp Thí. Bây giờ Ngài Thần Quang thấy một vị sứ Ấn Độ đến nghe kinh, thì chẳng kềm được lòng ngã mạn nên giảng kinh xong, Ngài tới chào hỏi Đức Bồ Đề Đạt Ma. Tổ sư hỏi Ngài, thưa Thầy, Thầy đang làm gì ở đây? Ngài Thần Quang đáp, tôi giảng kinh. Tổ sư hỏi, Thầy giảng kinh gì? Ngài Thần Quang khó chịu bằng lại, Thầy từ đâu lại? Tổ sư trả lời, tôi từ Ấn Độ tới. Ngài Thần Quang liền hỏi, thế ở Ấn Độ chẳng có giảng kinh sao? Tổ sư trả lời, đương nhiên là có giảng kinh, nhưng giảng toàn là vô từ chân kinh, nghĩa là kinh không có chữ. Ngài Thần Quang lại hỏi, thế nào là vô từ chân kinh? Tổ sư đáp, vô từ chân kinh là kinh chỉ có giấy trắng, kinh mà thầy giảng, chữ thì đen, mà giấy thì trắng, vậy thầy giảng để làm gì? Ngài Thần Quang nghe vậy thì có ý bực bội bèn nói, ta giảng kinh để dạy người lệ thoát sanh tử. Tổ sư hỏi, thầy dựa vào đâu mà dạy kẻ khác liệu thoát sanh tử? Bản thân thầy còn chưa liệu thoát được sanh tử kia mà. Ngài Thần Quang nghĩ thầm, ai chà, cái tên hòa thượng mặt đen này, chắc là phát thằng có mà vượng tới đây để hủy bàn tam bảo, mình phải thử quay pháp lực có y ra sao mới được. Bây giờ Ngài Thần Quang lấy 6 tràng hạt, tức chuỗi hạt làm bằng sắt, là vũ khí hàng ma, đánh mạnh vào mặt tổ sư, tức tổ sư không kịp phòng bị, chẳng may bị đánh trúng, gãy 2 cái răng cửa, đức tổ sư đã đắc thánh quả, nghĩ thầm. Răng của bậc thánh mà rớt xuống đất ở nơi nào thì nơi ấy sẽ bị hạn hán 3 năm. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên Ngài liền nuốt chửng 2 cái răng ấy vào bụng, thấy mê mới có câu. Đã lạc môn nha hòa huyết thôn, nghĩa là nuốt chửng răng gãy lẫn máu me. Tổ sư chẳng nói một lời, quay lưng đi ra khỏi chùa rồi bước lên một cành lâu để vượt qua sông Trường Giang, đến chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Tại đó, Ngài ngồi quay mặt vào vách tường suốt 9 năm quan sát thiền cơ, tức là lý tinh vi của thiền. Về phần Ngài Thần Quang thì Ngài rất đắc ý, cho rằng mình đã thắng cuộc. Không hề biết rằng Đức Tổ sư làm thế là vì tu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Sau khi Tổ sư Đạt Ma đi khỏi chùa, không lâu sau, thì quý vô thường tới và hỏi Ngài Thần Quang. Thầy là Thần Quang phải không? Ngài Thần Quang đáp, ta là Thần Quang, có chuyện gì không? Quý vô thường nói, tôi văn lệnh vua Diêm La mời thầy đến uống trà, đồng thời hỏi xem Ngài đã giảng được bao nhiêu bộ kinh, tụng được bao nhiêu bộ, còn bao nhiêu bộ chưa tụng, và bao nhiêu bộ chưa giảng. Ngài Thần Quang nghe xong thì giật mình, hồn bay lên 9 tầng mây. Ngài biết là mình sắp chết nên khẩn khoản hỏi rằng, à, quý đại ca, có ai dứt được sanh tử, tránh khỏi sự phán xét của Diêm Vương chăng? Quý vô thường đáp, à, thì chính là vị hòa thượng da đen râu rậm, vừa bị thầy đánh gãy 2 cái răng cửa đó mà. Ngài Thần Quang nghe vậy thì rất hối hận, vì đã không dằn được sự nóng giận, và đã xua đuổi một vị thánh nhân. Do đó, Ngài xin với quỷ vô thường, quý đại ca, tôi có thể đi tìm vị hòa thượng da đen để học pháp liễu sinh thoát tử chăng? Quý vô thường đồng ý, được, nhưng thầy phải đi nhanh cho, xong việc rồi trở về ngay, để tôi có thể trình lên thượng cấp, nhiệm vụ của mình đã hoàn tất. Bằng không tôi không thể chịu trách nhiệm cho thầy đâu nha. Ngài Thần Quang lập tức lên đường, ngày đêm không ngừng nghỉ để đuổi theo Đức Tổ sư Đạt Ma. Khi tới núi Tung Sơn, Ngài thấy Tổ sư đang dây mặt và vách ngồi thiền thì mừng quá, liền đến trước mặt Tổ sư, cung kính đảnh lễ và sám hối. Xin thầy từ bi tha thứ cho đệ tử thô lỗ này, không biết thầy là bậc thánh nhân, nên đã phạm thượng.
xin Thầy dạy cho con pháp tu liệu thoát sinh tử. Đức Đạt Ma ngoái đầu nhìn lại, rồi chẳng nói năng chi, cứ tiếp tục ngồi thiền. Ngài Thần Quang liền quỳ xuống, và quỳ gối trong 9 năm. Hiện tại chúng ta ngồi thiền, ngồi chưa đến 2 tiếng đồng hồ là đã đau lưng, đau gối, chịu không nổi. Hoặc cứ nghĩ vẩn vơ đến chuyện ăn cơm, uống nước ngọt. Nói tóm lại là không sao kiểm soát nổi cái tâm khỉ ý ngựa, lúc nào cũng muốn chạy rong. Ngài Thần Quang với tinh thần cầu phá quên mình đã quỳ trong 9 năm. Trong chúng ta đây, cả ai có thể quỳ được 9 giờ không? E rằng chẳng có một ai. Một hôm, tuyết rơi tầm tã, ngập hơn 2 thước, nhưng Ngài Thần Quang vẫn quỳ bên cạnh Tổ sư. Bây giờ Tổ sư mới ngẩng đầu lên, cảm động vì lòng thành tâm cầu phá của Ngài Thần Quang, nên có tiếng hỏi, Thầy quỳ ở đây làm gì? Ngài Thần Quang đáp, xin Thầy từ bi truyền pháp cho con để thoát khỏi Tây Diêm Vương. Đức Tổ sư nói, cầu pháp nào phải là chuyện dễ dàng như vậy, hãy chờ đến khi trời rơi tuyết đỏ, ta sẽ truyền pháp cho nhà ngươi. Ngài Thần Quang thầm nghĩ, xưa kia, lúc Đức Thích Ca tu Bồ Tát hạnh, chỉ vì cầu nửa câu kệ mà dám sạc cả thân mạng. Nghĩ đến đó thì vẫn mây đến, lòng dạ ngài bừng sáng ra, trông thấy một cây giới đao treo trên tường, ngài liền lấy xuống, rồi chặt đứt cánh tay trái của mình, máu phun ra như suối, làm cho tuyết trắng hóa thành đỏ. Ngài hốt một bùm tuyết đỏ ấy dâng lên trước mặt Tổ sư Đạt Ma để thỉnh cầu truyền pháp. Tổ sư nói, ngươi vì pháp mà chặt tay, thật là chân thành cầu pháp. Rồi truyền cho Ngài Thần Quang pháp bất lập văn tự, giáo nghĩa biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Đức Tổ sư lại đặt tên cho Ngài Thần Quang là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thưa, tâm con không an, xin Thầy an tâm cho con. Đức Tổ sư bảo, đem tâm ngươi lại đây, ta sẽ an cho. Ngài Huệ Khả suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa, con đã tìm tâm con, nhưng chẳng thấy tâm nó ở đâu cả. Tổ sư liền nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Ngài Huệ Khả hoát nhiên đại ngộ và trở thành vị tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Sau đó, Ngài truyền y bát và tâm pháp là cho Ngài Tăng Sáng làm tổ thứ ba. Ngài Tăng Sáng truyền cho Ngài Đạo Tín là tổ thứ tư. Ngài Đạo Tín truyền cho Ngài Hoàng Nhẫn là tổ thứ năm. Ngài Hoàng Nhẫn truyền cho Ngài Huệ Năng là tổ thứ sáu. Đến đây, Thiền Tông phân làm hai phái. Ngài Thần Tú đại diện cho Bắc phái, chủ trương quét sạch bụi trần quan sát thanh tịnh và trở thành phái tiền ngộ. Ngài có kể rằng, thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phát thức, vật sử nhã trần ai. Nghĩa là thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào cũng quét sạch, chớ để dính bụi trần. Ngài Huệ Năng đại diện cho Nam Phái chủ trương lập tức khai ngộ và trở thành phái đốn ngộ. Ngài có kể rằng, bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhã trần ai. Nghĩa là bồ đề không phải cây, gương sáng cũng không đài. Xưa nay không một vật, bụi trần bám vào đâu. Về sau, Nam Phái là phân ra làm năm tông, là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Văn Môn và Pháp Nhãn. Căn cứ vào bài kệ của Tổ sư Đạt Ma, ngã bổn lai tư độ, truyền pháp cứu mê tình, nhập hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Nghĩa là, ta vốn đến đất này truyền pháp cứu người mê, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Quả nhiên đến đời Lục Tổ, Thiền Tông phân ra làm năm phái. Pháp do đó được truyền thừa từ đời này qua đời khác ở Trung Hoa. Bây giờ Pháp lại được truyền tới nước Mỹ, nhưng không ai cần phải quỳ để cầu Pháp. Chỉ cần quý vị thành tâm tu hành thì có thể đắc được Pháp. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa Thiền Tập tháng 12 năm 1980. Mai về trên chốn ha ha ha, 问什么的说。